Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay, ngày 18 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Trong những ngày nghỉ Tết năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên tuyến biên giới phía Bắc vẫn hoạt động như ngày thường. Không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán tại một xưởng dệt Việt Nam ở tỉnh Vladimir, Liên bang Nga. Công tác tổ chức lễ hội Chùa Hương đã sẵn sàng để đón một lượng lớn du khách tới du xuân sau 3 năm phải tạm dừng do dịch Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Vào những thời khắc, đất nước và dân tộc chuẩn bị chia tay năm Nhâm Dần và sang năm mới Quý Mão, theo truyền thống của dân tộc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thành kính dâng nén hương thơm lên ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi người đã sống, làm việc và chút hơi thở cuối cùng vào ngày 2 tháng 9 năm 1969. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong các cán bộ công chức khu di tích phát huy những thành công kinh nghiệm đã đạt được để tiếp tục giữ gìn thật tốt khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt này luôn đầm ấm, trang trọng và trang nghiêm, để mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân đến thăm Bác sẽ chiêm nghiệm và học được những điều gì đó từ tư tưởng cũng như tin tưởng và cảm thấy cuộc sống như ấm áp hơn. Chủ tịch nước cũng đề nghị khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nỗ lực vượt qua các khó khăn để mãi mãi lan tỏa biểu tượng của chân lý, của niềm tin tất thắng, là hiện thân của tình yêu bao la, là gương sáng lý tưởng cho tất cả mọi thế hệ người Việt Nam mãi mãi noi theo vì sự phát triển phồn vinh, hùng cường của dân tộc và của đất nước Việt Nam. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều ngày 17 tháng 1, Tổng Thư ký Quốc hội đã ra thông cáo cho biết, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 3 Quốc hội khóa 15 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Dự kiến kỳ họp này sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 18 tháng 1 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Xin được chuyển sang thông tin khác. Hàng hóa Việt Nam giao dịch trong năm qua tăng 36% so với năm trước đó, trung bình đạt gần 5.000 tỷ đồng mỗi ngày, có những ngày đạt kỷ lục hơn 10.000 tỷ đồng. Các giao dịch diễn ra thông suốt 24 giờ mỗi ngày từ sáng thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần. Tính đến cuối năm ngoái, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã niêm yết giao dịch 42 sản phẩm liên thông với hầu hết các sở giao dịch hàng hóa lớn nhất trên thế giới, chia làm 4 nhóm: nông sản, năng lượng, kim loại và nguyên liệu công nghiệp. Dự báo năm nay, khối lượng hàng hóa giao nhận sẽ tăng trưởng từ 2 đến 3 lần so với năm ngoái và trở thành một kênh thương mại uy tín, quy mô đối với thị trường trong nước. Nhu cầu hàng hóa Tết tại thị trường Hà Nội đã tăng mạnh, song lượng cung vẫn rất dồi dào và giá cả ổn định, thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội. Nhiều siêu thị cho biết, bắt đầu từ hôm nay, tức ngày 27 Tết, lượng khách sẽ tăng gấp 3 đến 4 lần ngày thường. Ngoài việc chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ, các doanh nghiệp phân phối cũng có nhiều chương trình chiết khấu, khuyến mại giảm giá từ 10 đến 15% để phục vụ khách hàng. Đặc biệt năm nay, lượng khách mua hàng trực tuyến tăng trưởng tới 50% với những đơn hàng có giá từ 3 đến 5 triệu đồng trở lên. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sức mua tăng cao là điều dễ hiểu, bởi ai cũng mong và cố gắng có một cái Tết ấm no, đủ đầy cho gia đình mình. Mặc dù vậy, nhận định chung là Tết này, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu thận trọng. Nhiều gia đình lên kế hoạch tiết giảm các chi phí không cần thiết, cân nhắc kỹ khi chọn mua. Thậm chí có những gia đình cắt giảm chi tiêu hơn 30%. Có chồng và một con nhỏ. Gia đình của chị Hương năm nay dự định giảm 1/3 chi tiêu so với năm ngoái. Lên kế hoạch sớm và tập trung khoản thiết yếu là cách để chị quản lý tiêu Tết cho gia đình.
Hai tiêu chí của gia đình khi chi tiêu Tết đó vẫn là tiết kiệm nhưng mà phải chi tiêu hợp lý. Tiêu chí lựa chọn các cái sản phẩm của gia đình ấy thì có cái sự thay đổi rất là rõ rệt khi mà gia đình đã có một thành viên nhỏ rồi, cũng như là cái thời gian lập gia đình cũng có được một khoảng thời gian rồi, thì nhà mình lại chú trọng đến là về cái chất lượng sản phẩm cũng như là về cái sự hữu ích của sản phẩm đó khi mà mình chi trả ở trong dịp Tết. Còn với chị Mai, lựa chọn thực phẩm ngon về tự nấu để tiết kiệm tiền công mua ngoài hàng là cách giảm bớt khoản chi không cần thiết. Năm nay là chi tiêu thì giảm hơn so với năm ngoái một chút. Thu nhập mình ý, năm nay so với năm ngoái thì nó hơi kém một chút thôi. Nhưng mà nói chung là mình vẫn mua sắm ý, để đủ với cái nghi lễ của cổ truyền của Việt Nam mình. Theo chia sẻ của đại diện các cửa hàng, phần đa người dân năm nay chuộng mặt hàng giá cả phải chăng có nguồn gốc Việt Nam. Đã có hơn 4.200 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh từ đầu tháng 1 đến nay. Trong số đó, hơn 90% người xuất cảnh chủ yếu là người Trung Quốc, lượt người nhập cảnh là hơn 400 người. Hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra từ 8 giờ đến 16 giờ. Người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu sử dụng hộ chiếu và có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ. Còn về hàng hóa, trong nửa tháng qua, đã có hơn 64.000 tấn hàng được xuất qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Trong những ngày nghỉ Tết năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên tuyến biên giới phía Bắc vẫn hoạt động như ngày thường. Lực lượng hải quan đã sẵn sàng mọi điều kiện để cần thiết đảm bảo thông quan 24/7. Những ngày nghỉ Tết, hải quan Móng Cái vẫn làm việc để các hoạt động qua lại biên giới diễn ra suôn sẻ. Bố trí 5% quân số từ lãnh đạo chi cục, lãnh đạo các tổ đội công tác và cán bộ công chức trực tại các cửa khẩu nối mở để làm giải quyết các cái thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu nhanh chóng và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đón Tết an vui nhưng cũng tạo thuận lợi cho kinh tế biên mậu phát triển. Thành ủy Móng Cái đã chỉ đạo các lực lượng tại các cửa khẩu phối hợp chặt chẽ không để thông thương bị gián đoạn. Tập trung vào giải quyết các cái thủ tục hành chính, đặc biệt là các cái việc về thông quan hàng hóa cũng như là các cái việc mà cấp giấy thông hành cho nhân dân hai bên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của mấy ngày Tết, và chúng tôi đã sẵn sàng tổ chức các lực lượng để trực Tết để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Là địa bàn có hoạt động biên mậu với Trung Quốc lớn nhất các tỉnh biên giới phía Bắc, hải quan Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các lực lượng khác thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa nhanh nhất cho doanh nghiệp. Chúng tôi đã chia làm 5 ca trực Tết, đảm bảo quân số trực 24/7 trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, và đảm bảo rằng là tất cả các vị trí trong dây chuyền nghiệp vụ đều trực đủ quân số để đáp ứng cái yêu cầu về hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp. Năm ngoái, mặc dù nhu cầu nhập khẩu của các nước, đặc biệt là tại các thị trường truyền thống giảm, thế nhưng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh Cà Mau vẫn đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ. Đây là năm thứ ba liên tiếp Cà Mau đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu tôm là một điểm sáng. Cà Mau hiện có hơn 80.000 hecta diện tích rừng ngập mặn, trong đó hơn 27.500 hecta nuôi tôm dưới tán rừng, chủ yếu tập trung tại hai huyện Nam Căn và Ngọc Hiển. Những năm qua, địa phương đã xây dựng hơn 19.000 hecta vùng nuôi tôm sạch được các tổ chức chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế. Các vùng nuôi đã cung cấp khoảng 10.000 tấn tôm sạch một năm, tạo nguồn nguyên liệu xuất khẩu dồi dào cho các doanh nghiệp địa phương. Trong năm 2022 thì sản lượng tôm quảng canh của tại ở đây thì xuất khẩu cái tôm Oanit và tôm AC và tôm quảng canh, thì khách hàng các trên thế giới nó cũng đặt những cái đơn hàng để xuất khẩu cho những tháng đầu năm 2023, thì hiện tại công ty còn có ký được trên 300 tấn hàng để xuất khẩu trong những tháng đầu năm. Từ năm 2020 đến nay, Cà Mau luôn đạt kim ngạch xuất khẩu thủy sản trên 1 tỷ đô la Mỹ. Ngoài việc xây dựng vùng nguyên liệu sạch, địa phương đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả và bền vững. Trong đó, tập trung đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi. Hiện nay thì huyện đang phát động là bà con nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn và 3 giai đoạn.
Đây là một cái mô hình xác định thấy là nó phù hợp trong thời gian vừa qua và để phát triển trong thời gian sắp tới. Trong cái việc giá tôm mình ổn hiện tại thì hiện tại ao bên em đang cải tạo lại, đang chuẩn bị cho mùa vụ mới. Thay bạc mới, thay lại quạt oxy mới. Tỉnh Cà Mau đang triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu tôm được xem là ngành hàng chủ lực của đề án. Thời gian tới, tỉnh sẽ nỗ lực xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và người nuôi, tạo nên sản phẩm an toàn, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các thị trường thế giới. Sau đây là những thông tin nổi bật trên các trang điện tử trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Trang tin State Times của Ấn Độ đăng tải bài viết đánh giá Việt Nam có nhiều cơ hội để trở thành trung tâm công nghiệp phát triển ở châu Á, đặc biệt là về công nghiệp và may mặc. Theo bài viết, trong khi các khu vực châu Á vẫn đang phục hồi sau đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam bùng nổ và đạt mức tăng trưởng 8,02% trong năm 2022, nhanh hơn các nền kinh tế khác ở châu Á. Doanh thu từ xuất khẩu đạt 372 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2021. Đặc biệt, những yếu tố chính lý giải cho sự bùng nổ của ngành công nghiệp Việt Nam chính là bao gồm làn sóng chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc do các công ty mong muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng, lực lượng lao động cạnh tranh và chi phí sản xuất thấp, cũng như lợi thế về vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng của Việt Nam ngày càng thuận lợi cho hoạt động logistics. Trang Trung tâm Tư vấn Thực phẩm Trung Quốc có bài viết thông tin về những dấu hiệu tích cực cho xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm 2023. Theo đó, mặc dù chịu tác động của biến động thị trường ngũ cốc thế giới, nhưng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2022 vẫn đạt gần 7,2 triệu tấn, với tổng giá trị xuất khẩu là 3,49 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, gạo Việt Nam đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính hơn như Nhật Bản, Liên minh châu Âu. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện là 458 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Ngay từ đầu năm 2023, nhiều công ty đã ký đơn hàng, thị trường phát đi tín hiệu tích cực. Việc Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau một thời gian dài thực hiện chính sách Zero Covid cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường này. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Australia đạt mức kỷ lục 15,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,91% so với năm trước. Đây là thông tin được đăng tải trên trang tin Vietnam Plus phiên bản tiếng Pháp. Thành tích này đã giúp Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia trong năm 2022. Bài viết trích dẫn đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng tiềm năng tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Australia là rất lớn, đặc biệt với các ưu thế đến từ các FTA như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, Australia, New Zealand, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Trang tin tiếng Nhật Vietjo có bài viết thông tin về những tín hiệu phục hồi tích cực của thị trường khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể theo báo cáo của công ty Savo Việt Nam. 111 cơ sở lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp khoảng 15.500 phòng trong năm 2022, tăng 8% so với năm trước. Con số này đã gần bằng thời điểm trước dịch. Tỷ lệ lấp đầy phòng đã tăng 20% lên 45% so với năm trước. Giá phòng cho một đêm cũng tăng 21%. Cùng với việc Trung Quốc mở cửa trở lại, ngành khách sạn lưu trú cũng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2023. Những thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin. Không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán tại một xưởng dệt Việt Nam ở tỉnh Vladimir, Liên bang Nga. Bằng lời nói, việc làm, sự gương mẫu thể hiện được vai trò trách nhiệm của mình, các già làng trường bản, người có uy tín đã trở thành tấm gương sáng để bà con dân bản noi theo. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Hơn 4.400 tỷ đồng là số tiền các cấp công đoàn chăm lo hỗ trợ hơn 6,5 triệu lượt lao động, báo cáo nhanh của các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố tính đến hôm qua, ngày 17 tháng 1. Trong đó, hỗ trợ quà và tiền mặt cho gần 4,5 triệu người, hỗ trợ hơn 83.000 vé tàu, xe, máy bay, bố trí gần 2.000 chuyến xe về quê đón Tết. Điểm mới trong hoạt động năm nay là chương trình chợ Tết Công đoàn 2023. Các phiên chợ này cung cấp hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi hoặc tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đã có hơn 300.000 lượt đoàn viên, người lao động, người dân tham gia chương trình này. Đối với những người lao động Việt Nam xa quê hương, người xa vợ, xa chồng,
người thì xa con cái, thì thời khắc năm hết Tết đến là lúc họ mong mỏi được đoàn tụ với gia đình nhất. Nhưng vì điều kiện mưu sinh nên không phải ai cũng có thể trở về. Ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga về không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán tại một xưởng dệt Việt Nam ở tỉnh Vladimir, cách Moscow hơn 200 km. Xưởng dệt này bắt đầu hoạt động ở tỉnh Vladimir từ năm 2010. Hiện có hơn 80 công nhân, trong đó có 65 người Việt. Mỗi ngày xuất xưởng trên dưới 1.500 sản phẩm. Sau kỳ nghỉ năm mới ở Nga, công việc ở đây càng trở nên bận rộn. Mùa đông nước Nga lạnh, nhu cầu về hàng may mặc, đặc biệt áo len càng lớn. Tóm vận thì cái lượng nhập khẩu vào nước Nga nó ít hơn. Mặc dù là thị trường thì cái nhu cầu người tiêu dùng cũng giảm đi một chút, nhưng mà nhìn tổng thể thì nó lại cân bằng. Cho nên là những nhà sản xuất ở nước Nga, ở trong nước thì đơn đặt hàng vẫn đều, thậm chí là có những lúc còn không kịp để sản xuất. Với mỗi ca làm việc 12 tiếng đồng hồ một ngày, lương trung bình của người lao động Việt Nam ở đây khoảng 20 triệu đồng một tháng. Thông thường thì anh chị em vẫn tranh thủ làm thêm để có thu nhập cao hơn. Những đơn hàng nối tiếp như đơn hàng, máy móc ở đây thì gần như làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng cái Tết cổ truyền vẫn đến với những người công nhân Việt Nam xa nhà với cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Có hương vị bánh chưng, có cả nỗi nhớ gia đình, quê hương. Em mới sang đây được 2 tháng ạ. Bỡ ngỡ nói sang, nhưng mà được cái sang với các anh chị em ở bên này thì cảm thấy được an ủi nhiều phần. Xác định đi là mình cố gắng làm về với gia đình. 8 năm em chưa về ăn Tết lần nào ấy. Những năm đầu thì nhớ nhà buồn tuổi này, nhớ con, nhớ bố mẹ. Còn về sau này kể là bên này cũng có cả chồng em nữa. Nên là cái nỗi nhớ nhà nó cũng bớt đi. Mọi người ở đây cũng hòa đồng ấy, cũng vui. Những chàng trai, cô gái trẻ đến từ nhiều vùng quê khác nhau của Việt Nam đang cùng chung một nỗi nhớ khi xa nhà. Những chiếc bánh chưng xanh được gói giữa ngày công xưởng bận rộn đã đưa Tết về với họ. Bận rộn đến mấy cũng tổ chức Tết cho anh em đón Tết để đỡ nhớ quê nhớ nhà. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Tầm 20 cái, 20-30 cái. Nếu ăn nhiều thì là 30 cái. Nói chung là cho mọi người đỡ nhớ nhà và cũng là để động viên tinh thần cho anh em xa nhà. Thêm một cái Tết Nguyên đán xa nhà của anh chị em công nhân Việt Nam. Một bữa cơm cuối năm quây quần ấm áp, trong tiếng cười vui vẻ cùng sự chia sẻ của tình đồng hương, giúp họ đi qua những tháng ngày mưu sinh xa xứ. Ở vùng miền núi, biên giới nói chung và ở Tây Nguyên nói riêng, vai trò của già làng đặc biệt quan trọng. Họ tích cực giúp đỡ cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Người có uy tín còn là chìa khóa để làm công tác hòa giải, giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện, những mâu thuẫn, bài trừ tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng lời nói, việc làm, sự gương mẫu thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình. Các già làng, trưởng bản, người có uy tín đã trở thành tấm gương sáng để bà con dân bản noi theo. Làng Krông, xã Gia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Những năm trước đây, một số người dân trong làng vì nhẹ dạ cả tin đã bị các thế lực thù địch dụ dỗ, lôi kéo chống phá chính quyền, vượt biên trái phép. Để tình trạng này không tái diễn, già làng So Hà Lâm cùng với chi bộ đã phối hợp bộ đội biên phòng tổ chức nhiều buổi họp làng để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Nhờ có già làng cùng bộ đội ở đây tuyên truyền, mọi người mới ý thức hơn, cảnh giác hơn. Ai đi về bên kia là phải thông báo ngay cho bộ đội, cho chính quyền, cho già làng. Bà con nghe cán bộ và nghe theo già làng. Già làng Hà Lâm là đúng là một nhân chứng sống trong cái công tác tuyên truyền cho con cháu, cho thôn làng và uy tín lớn đến lớn về cả cho toàn xã Gia Mơ này. Là cũng là cái người mà để phát huy cái vai trò đảng viên trong cái công tác là tuyên truyền cho bà con, cho thôn xóm, cho dòng họ chấp hành cái đường lối chủ trương pháp luật. Để dân làng có cuộc sống tốt hơn, già làng So Hơ Lâm còn trực tiếp đến từng nhà để tìm cách xóa đói giảm nghèo. Chẳng hạn như là những năm trước đây già làng đã từng giúp đỡ một số hộ gia đình khó khăn hay là cho mượn tiền để mà phát triển kinh tế, hoặc là hướng dẫn một số hộ dân để cách thức làm ăn theo nghề kinh. Thì khi đó mà khi người dân làm có hiệu quả
người dân là rất tin tưởng vào cái lời nói của già làng. Là một đảng viên trưởng thành trong kháng chiến, già làng Cờ So Lâm luôn kiên định tin tưởng vào Đảng và Bác Hồ. Nghe lời Đảng, nghe lời Bác Hồ, cái gì là có lợi cho dân thì là mình vận động cái đấy. Hoặc là thấy cái gì hay vận dụng được tại địa phương mình thì là mình vận dụng. Thấy cái gì là sai thì mình nói trực tiếp, mình không được đế bốc. Luôn luôn là cảnh giác. Làm gì mà cái chuyện có ăn mà không làm có ăn. Con người mình có chức lao động mà có ăn. Thế mình đi tiến tuyến vậy thôi. Thấy cái lợi thì là nghe thôi. Các già làng là những người có khả năng quy tụ, tập hợp nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, nghe và làm theo. Họ chính là những trụ cột của bản làng, có vai trò rất quan trọng, giúp cho chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội để tạo ra sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt đời sống của người dân khu vực biên giới. Để người dân và du khách đi lại thuận lợi trong dịp Tết này, sẽ tạm dừng hoạt động không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận cùng các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội. Thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ từ ngày 20 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp, và mở lại từ 19 giờ ngày 3 tháng 2, tức ngày 13 tháng Giêng. Thời điểm đón giao thừa, khu vực Hồ Hoàn Kiếm là nơi tổ chức hai trận địa bắn pháo hoa tầm cao ở phía trước trụ sở tòa soạn báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội. Lễ hội Chùa Hương ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội là một trong những lễ hội dài nhất của Việt Nam. Năm nay sẽ diễn ra trong 3 tháng từ 27 tháng 1 đến ngày 23 tháng 4 tới đây. Chủ đề là lễ hội Chùa Hương, an toàn, văn minh và thân thiện. Vì thế, ban tổ chức đang có nhiều thay đổi đáng chú ý trong công tác tổ chức để sẵn sàng đón một lượng lớn du khách tới du xuân sau 3 năm phải tạm dừng lễ hội do dịch COVID-19. Từ cả tháng trước, gia đình chị Nga đã thuê thợ bảo dưỡng 10 chiếc thuyền để chuẩn bị đón khách cho lễ hội Chùa Hương sau 3 năm phải tạm dừng do dịch COVID-19. Làm nông quanh năm hoặc lái đò đưa khách đi chụp ảnh trên suối Yến vào các mùa hoa, thu nhập cũng không thể bằng 3 tháng phục vụ khách đến lễ hội Chùa Hương. Nguồn thu nhập chính của tôi là về phục vụ lễ hội Chùa Hương này. Để mà được đón khách lại thì chúng tôi thu nhập nhất là ổn định của mỗi một người trong một gia đình. Mấy ngày hôm nay là tôi đã huy động tất cả toàn bộ người trong gia đình nhà tôi để lau rụi, quét dọn thuyền đò nhà cửa để phục vụ, để đón khách lễ hội Chùa Hương. Năm nay vé giấy sẽ được thay bằng vé điện tử. Ban tổ chức lễ hội đã bỏ 3 cổng bán vé trước đây ở trên đường, mà thay vào đó du khách sẽ mua vé điện tử tại các bãi đỗ xe hoặc tại các bến đò. Có 3 bãi đỗ xe chính đang được bố trí cho du khách đến lễ hội, gồm bãi xe Hội Xá cách bến đò Suối Yến 3 km, bến xe Hương Sơn cách bến đò khoảng 2 km và bến xe Đường Số 1 cách bến đò khoảng 800 m. Du khách có thể chọn đi bộ hoặc đi bằng xe điện thử nghiệm từ bãi đỗ xe vào bến đò với đồng giá 10.000 đồng mỗi khách. Các tuyến đường chính cũng đang được nâng cấp, mở rộng để sẵn sàng đón một lượng lớn người và xe trong suốt 3 tháng lễ hội. Chúng tôi cũng rất quan tâm vấn đề an ninh trật tự và cũng thành lập 15 cái chốt trạm để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Và mỗi tổ trạm đấy cũng có trách nhiệm là tuyên truyền hướng dẫn cho du khách để đi lại làm sao cho thuận lợi và cũng nhắc nhở du khách không nên là tập trung vào chỗ đông người quá, tránh gây khó khăn trong lúc đi du xuân lễ hội. Với những du khách nước ngoài thì mã QR này sẽ được đặt hoặc dán ở những vị trí dễ thấy để giúp du khách tìm hiểu mọi thông tin về thắng cảnh Hương Sơn. Lễ hội Chùa Hương được khai mạc vào mùng 6 tháng Giêng, nhưng mà người dân địa phương cho biết là ngay từ mùng 1 Tết đã có rất đông du khách tới lễ và vãn cảnh chùa. Với những đổi mới trong cách thức tổ chức và đón tiếp, ban tổ chức lễ hội Chùa Hương hy vọng đón được hơn 1 triệu lượt du khách trong 3 tháng đầu năm. Và trong phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết tại một số nơi trong nước và quốc tế.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị đừng quên có thể theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tại ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.